Chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại nhà Quỳnh để chuẩn bị đồ đạc mang bắn máy cửa cho nhà ông Viên các bạn ạ. Lịch trình thì đúng là sáng nay mình với anh Quỳnh làm rồi cơ, nhưng mà sáng nay mưa to quá. Bây giờ đợt đầu là chiều trời nó hửng nắng thì bắt đầu mới chuyển đồ vào các bạn. Sáng nay người nhà mưa không làm được. Bây giờ thì anh em chuyển xong tí nữa đợi người nhà ra chắc là bốc cùng. Không biết họ có ra kịp không. Tấm này lật lại. Lật. Lật kiểu gì? Yeah. Ok chưa? Đấy. Ôi chưa rồi. Khi mà cho lên. Không có cái à. Phần cửa này, cửa sổ này, then xong các thứ là xong. Xong hết rồi các bạn nhé. Tí nữa vào trong kia cho các bạn xem. Hai người hai bên cạnh. Đấy đi, không có cái lót à? Lót cái gì? Cái lót tấm đi đâu? Nhét cam đây. Vào đây. Rồi, thế là nó trơn. Đây nó lên không nổi, lùi lại mà hôm qua cái dốc trường học nó lùi đi tầm rồi. 2 mét, 3 mét. Ở đâu kia? Đi nào. Cái này tí mình đè lên gốc nó không được bật đấy. Không bật được. Phải đè lên gốc. Lên dốc phát cơ mà. Đây thì bên trong này thì Quỳnh cùng với anh Nhị hoàn thiện từ hôm qua. Đấy. Cửa sổ đây. Cửa chính đây à? À cửa phòng. Cửa chính thế bảo đính cái ấy không đính à? Có sau chưa lắp lên. À gắn sau à? Gắn MK. Cho cánh to đấy. Đây hết có mỗi bằng này thôi mà, gọn thôi mà. Nó bé chưa? Cái phần bé ra ngoài trước đi. Sơn màu gì nhỉ? Đây là màu gọi là màu màu bò. Nhìn rất là đẹp luôn. Màu cam mấy chứ? Màu bò. Cam thôi, cam, màu bò. Anh Quỳnh làm chắc chắn lắm các bạn ạ. Then thiếc này nó rất là dày. Yên tâm là không phá ra được đâu. Này khi mà các bệnh nhân ở trong nhà thì không để cho cái đồ dùng ở trong phòng các bạn nhé. Tất cả búa, dao, kéo các thứ là không để trong nhà thì không bao giờ mà mở ra được. Công á. Cái đấy nó đi làm viên công quá. Của đấy là công. Mà công sao không được. Công chứ là la la la, ấy giữ cái này đi. Thoải mái chứ. Nó sút thép đi. Thoải mái. Sút lại. Nó ngại nhưng mà chỗ thì cẩn cho kia vào đây luôn. Này đây cái phát tôn từ trên xuống này một phát. Đấy. Có xin cái co để buộc cái này nhá. Đây đấy. Ừ, đi đi. Nhị đi ô tô đi. Ok. Người nhà 2 4 5 người à? Đấy về đến đấy là xuống luôn. Xuống luôn anh em nó bắn nhanh để mai ông đưa bàn thờ vào nhà mới á. Ôi thôi chết rồi. Anh Hải ơi. À thôi. Nếu mà vội đi.
Em định lấy cái bàn thờ luôn nhưng mà sợ tí nó mất thời gian lắm. Anh cứ đi đi. Đi đi để. Ờ đi. Đi đi. Tí anh qua nhà đại duyên lấy cho em cái bàn thờ cho ông cái. Chào cán bộ. Ông chủ ơi, có cái bàn thờ gỗ không nhỉ? Có chứ. Đây cho cống một cái. Bên kia. Ở bên kia. Đi đi sang lấy hộ cho. Đi sang lấy cái lồng tí cho xem vật giá chứ. Vâng. Bàn thờ này, bàn thờ. Lấy bàn thờ treo tường thôi. Em ơi. Em à. Ơ. Dạ. Ông đang bán hàng bên kia, ông sang không sang đây à? Em ơi. Ông mở ra sau đấy. À cứ ra đằng sau á. Thế hàng tự chọn à? Ừ, cứ đấy nào, bỏ ra sau đấy. Còn đang đặt cho ông à, tìm cho ông mấy cái. Không thấy đâu. Đặt à, đang định tìm cho ông mấy cái giường đơn các bạn ạ. Chắc là hai cái giường đơn. Không thấy cái tủ quần áo nữa, cái tủ để ông để đồ nữa, không là bà vứt hết. Đúng rồi, lấy cái to đi anh ạ, lấy cái bé này không đủ đâu. Đây cái dưới này cái to nhất đấy. Cái này là cái gì chứ, không phải bàn thờ? Đấy. Đấy đúng rồi đấy, của nó đấy. Sao lại có sao lại có cả đôi thế này? Hai cái chậm một rồi. Làm gì có hộp, nó có một mảnh thôi. Ừ, hai cái chậm một thật, mảnh rồi. Nào, lấy một cái đi. Bàn thờ của bà là chuyên gia à, bà của ông chuyên gia bị bà phá đi hết. Đâm ra là các bạn vào nhà. Vào nhà ông Viên là không thấy có bàn thờ đấy. Dạ. Đây lấy luôn cái này đi. Nó có hai cái chân hay bốn cái chân hả chú nhở? Hai cái chân này à? Ok, như nhau hết quá. Bao tiền cái này chú ơi? Hai cái chân sắt này nữa đúng không? Cái này đấy, hai cái đấy quá. Như thế là hai cái này đấy, hai này thôi. Ok ok. À, cái này chụp đôi rồi, nó chụp đôi rồi. À, chụp đôi. Sao mỏng ấy. Đặt được đầu lợn không? Người Thái là vẻ đặt được đầu lợn đấy nhá. Đặt đầu lợn lên mà sập xuống là ông chịu. Rồi. Có như này nhá. Cái này là chân vào tường đấy, là cái chiều ngắn này nhá. Vâng. Đây cái chiều đỡ của cái chân dài là nó đỡ ở đây. À, rồi ok. Đây là đỡ ở đây luôn. Rồi. Mặt trên nó đây. Ok. Đây này nó vào gần hết rồi luôn này. Cháu chuyển khoản nhé. Rồi ok. Có chú có giường đơn không nhỉ? Giường đơn là giường mét 2 à? Vâng, mét 2 có. Mét 2 bên kia. Thế thì cháu sẽ lấy một cái tủ với hai cái giường đơn nhưng mà để hôm nào. Ừ. Bây giờ cháu lấy cái này trước đã. Để về để người ta lên nhà mới. Đấy, còn cái tủ như này, cái tủ vé tủ, này có chiếc xuất à? Vâng. Cái tủ để tủ tôn đấy. Sắt, tủ nhựa, tủ nhôm. Tủ tôn sắt đấy. Phải chắc chắn tại vì là nhà này có nhiều bệnh nhân tâm thần. Ai rất hay đập phá. Lấy sắt. Sắt có sắt. Sắt hàng Apollo đấy. Vâng. Nhất trí. Đấy, với lại hai cái giường ấy. Giường 1m2. 1m2. Có cái dây đỏ nó không buộc qua sợ nó bay ấy. Bay cái gì, chả bay cái gì. Này. Để em cầm nhá. Đấy, xuống ghế đấy. Ok. Vâng. Về. Lượn. Được chưa? Có bay không? Ngồi nó không nhỉ? Ngồi nó được, kiêng được, nhỉ? Được. Không. Kiêng mình thôi. Thank you.
Giả lái đi, giả lái đi. Gạn vào bên kia nhá, đừng căn bên này nhá, lún đi nhá. Rồi giả lái đi, giả lái đi. Bạt nhà nữa mà. Ui đi. Lùi từ từ nhá, đừng có giật nhá. Lùi đi, lùi đi, lùi đều đều vào, đừng giật cục nó rơi cái này đấy. Nhả phanh lùi đều vào đi. Lùi đi. Đây mưa cái nó lại có nước ứng về đây các bạn ạ. Tí nữa đi, tí nữa đi, tí nữa đi. Ôi. Ôi thôi. Ok. Chào ông nhá. Vâng. Đấy hôm nay bắn mái đấy. Chiều nay bắn. Sáng nay mưa quá. Chỗ kia thành ao à? Chỗ kia thành ao luôn à? Làm ruộng thôi nhưng mà bây giờ họ để nước phải mọc cỏ ấy. À, mưa to lên thành ao luôn nhỉ. Yeah. Hôm qua có mấy phút làm suốt ngày hôm qua đấy, mới được cái hai cái kia. Vâng. Đấy, làm theo cái đường này lên cái nhà trên đấy. Vâng. Trước sau thì chắc là bên ủy ban không biết cái này làm cái đường ở đây gì mới gọi điện cho con. Dạ vâng vâng. Bao sớm một tí để hoàn thiện, không là lên nhà mới chả có đường vào nhà thì nói chuyện gì. Đi các chú ơi hộ cháu một tí. Bà con đến người nhà đến giúp khá là đông các bạn ạ. Riêng làm việc với bản làng người Thái thì tinh thần trách nhiệm phải nói là cực kỳ cao. Công việc rất là chạy. Anh em sáng nay ở trên bản hàng đây hôm nay mưa to lắm các bạn ạ. Sáng nay mưa cả buổi sáng nên là anh em không làm được đâu. Hôm qua thì vừa lấy xe lên thì đến nơi thì cũng chiều rồi. Chở được mấy chuyến vật liệu. Hôm nay thì lại mưa đấy các bạn ạ. Làm việc ở trên vùng cao nó vất vả lắm. Khổ. Không thuận tiện như ở dưới này đâu. Ở dưới này 15 ngày xây xong một cái nhà. Nhưng mình khẳng định lên trên bản chắc nó mới ở dưới một tháng. Chưa được ấy. Dạ. Trên bản không phải cái đường vật liệu nó lâu. Ở đây thì nó gọi phát là vật liệu nó đến thì nó nhanh. Cái mới hết rồi. Vâng.
toàn bộ mới mà. Bà cũng là mới rồi, bà thay đổi tính cách mới. bà đấy đỡ chửi hơn chưa? Bao giờ chuyển xuống đây mà tự nhiên bà cười khanh khách ra ngoài A Tú chơi thì đúng là bà ơi, bà có con gà này thì đúng là vui lắm ấy. Hả? À? Hôm qua các bác gửi đây không có váy à? Bà thích váy à? À. Thế nữa. À. Thế bà tỉnh à? Tỉnh không? Thế á? Ô nhè. Thế tiếc khi không có váy để sao? Ừ. Thế à, để hôm nào A Tú đi chợ mua cho cái váy Thái mặc lên nhà mới. Bây giờ toàn váy mông. Bây giờ mà tự nhiên bà tỉnh bà nói chuyện bình thường được thì đúng là hay lắm ấy nhỉ. À, như thế là người ta đã mờ mường tượng. Dạ. Sắp lên nhà mới rồi lấy các cái phòng hay là gọi để cho anh Nguyên tắm. À. Ok ok. Mua mua dép mới cho nó luôn. Ừ. Ôi giời ơi. Hôm nào mà mua thì không. Ông Nga cứ dặn mãi quên mất. Hôm qua ông còn chửi cho ấy. Hôm qua mình bảo quên mất chưa mua. Ui, thế mai đừng có mua nữa. Thế mà. Ôi bây giờ nhắc lại nhớ này. Ừ. Cho tay vào. Ôi, hôm nay chùa mày đẹp trai thế. Đẹp trai như Hàn Quốc cái này. Đấy, mày nhìn mày phong độ như thế. À, ta vừa đi Hàn Quốc vậy á? Nhưng mà được, hôm nay là mặc thế này là duyệt nhá. Có quần áo hôm qua các bác cho đúng không? Ôi, nhìn thấy anh Nga lại quên đôi dép rồi. Không, bộ quần áo này đẹp hết đấy, đẹp trai hẳn đấy. Đây cô này vừa mới nhắc đây này, vừa bảo là vào đến đây rồi bốc đồ nhiều quá. Lùm. Ờ một tuần đấy. Hẹn. Yên tâm là trước khi lên nhà mới anh có dép mới. Đấy, cắt tóc đẹp trai nhá. Yên tâm là như thế. Không, nhưng mặc bộ quần áo vào nhìn khác hẳn luôn. Phải như thế chứ. Lấy vợ ngon này. Mua cho đôi dép cứ quên là như thế nào. Bảo, nhiều đồ thế này mà này, từ bàn thờ này, cửa sổ cửa xiếc nhiều việc quá. Yên tâm, trước khi nhà mới là sẽ. Thiếu chứ. Đây này, bây giờ này, tiền. Đây. Thiếu. Yên tâm, ngày mai nhá. Hứa hai hôm ông mặc bộ này nhìn khác hẳn như kiểu trai thành phố luôn. Đẹp trai như Hàn Quốc. Đâu bóng à, nhà bác kia chặt tre quá. Chặt cây cho ông à thế là người nhà này chặt cây cho ông luôn à? Đâu lên xem tí. Tí nữa kinh. Tí nữa. Tranh thủ làm tí. Đây cái phía bên này thì vâng ạ, cái này làm vách bếp ạ. Yên tâm là vách bếp và có cửa. Có cửa để bà không vào được. Kéo cái này xuống. Vâng, cái mái này thì đuôi ra le ra tận đây cơ. Rất là vâng. Bếp
Chỗ này là tắm rửa dạ. Chỗ này tắm rửa, kia hành lang đi vào. Yên tâm rồi. Vâng, nói chung là cũng phần nào đỡ vất vả rồi. Yên tâm một tí rồi. Đấy, nhìn cái mái các bạn nhìn này, mưa đấy bắt đầu ông trèo lên ông lấy cái tải về ông che đấy. Nó thủng đến cái mức độ như thế cơ mà. Sợ. Nếu không làm được thì không qua vụ mưa này đâu đấy. Đấy. Không làm được là sập cái này thật đấy. Hả? Chặt đôi không có máy nhỉ? Có máy thì cắt một nửa này. Hả? Chặt ở giữa thì nó gãy xuống hai bên ấy thì cứu được cái cành kia. Đổ bật cả gốc cơ mà. Ngược thang ngược rồi anh ơi. Bà đâu bà ngủ à? Con chào bà nhá. Bà nói chuyện với bà. Nói chuyện với bà tí nào. Hôm nay khỏe quá. Khỏe phải không? Nhớ, có nhớ có biết A Tú không? Biết A Tú không? Biết A Tú biết mà. Sao hôm nay ốm à? Đây bà quả đây này. Bà có đau đầu không? Sao như kiểu bà ốm ấy? Anh ấy chắc từ hôm kia. Từ hôm kia á? Không dậy đi chơi bời được nữa. Ô thế á? Sao đau lưng rồi? Thế phải hỏi xem. Thế phải hỏi xem là như nào chứ? Xem lưng mà thế nào sao? Chết ô. An ấy đánh vào quá. Có dính không? Đâu chỗ nào? Bà đỡ nói chuyện biết rồi đấy. Chắc anh ấy anh vạng cái cây vào quá, cái cán búa vào quá. Có biết không? Bà có biết cháu không? Không biết à? Biết A Tú không? Có ngồi dậy được không? Ngồi dậy đi, ngồi dậy thử nào. Đấy. A Tú làm nhà đâu này? Làm nhà sắp xong rồi bà nhé. Vâng đúng, để con thấy đúng. Khỏe nhờ bà nhìn còn khỏe thật. Nói được tiếng ấy không? Phổ thông bà nói tốt. Phổ thông bà nói được quá. Uống cái thuốc đừng uống nhiều nhá, uống một ngày một viên thôi. Sao nhìn bà ấy có vẻ là ốm đấy. Từ hôm nọ cái đợt hôm nọ đấy quá. Bà đừng đi ấy nữa, đi tiên nữa, không nên được rồi, mỏi chân rồi. Nói nhiều quá bây giờ ốm rồi. Đấy, quả đấy, đang quả. Chắc đói cơm quá, chưa ăn cơm được quá. Đấy, bình thường thì nhìn các bạn biết là bà bình thường này là đỡ bệnh này thì vẫn biết mọi người các bạn. Không ăn à? Không ăn. Hôm nào làm xong nhà vào nhà mới xong là A Tú đưa mấy người đi ra viện để điều trị nhá, để chữa bệnh. Đấy, để đi chữa bệnh đi cho nó khỏi bệnh, cho nó đỡ bệnh. Bà hôm qua đòi váy à? Mua váy à? Mua váy con. À có muốn váy mới không? Váy người Thái à? Được biết đấy nhỉ. Ok, để hôm nào A Tú mua cho nhá. Con tay chậu.
đây là hôm đầu tiên mình vào là vào nói chuyện được với bà đúng hình như một câu, và đây là lần thứ hai là mình được nói chuyện với bà đây. Đây là lần thứ hai đấy, gần một tháng rồi. Mọi hôm thì đến gần chỉ vậy thôi nhỉ. Ok, thế là sức khỏe của bà hôm nay là đỡ. Bà ăn đi nhá. Dạ. Đây mọi người đang trèo lên đây để chặt cây cho ông này. Đang cứu cái cành xoài này không gãy. Ôi. Có cái máy cưa anh nhỉ? Phang phát thì nó nhanh ấy. Bụi tre này già phết. Này chắc từ thời ngày xa xưa rồi. Ông ơi, phải có người, phải có thanh niên ở đây đỡ phụ anh Quỳnh đấy nhá. À, cá ăn khỏe đấy. Ô, Hải về rồi à? Đó, anh cầm phát sơ là một cuộc chứ. Em ơi, thanh niên này với chú ở đây phụ ấy nhá. Phụ hai đại ca nhá. Làm cái gì bảo mấy anh em ấy nhá. Giúp nhá. Chưa làm được à? Toàn khâu kỹ thuật à? Tí nữa phải đưa ấy thôi nhờ, đưa sắt đưa xiếc thôi. Đưa sắt đưa tôn thôi. Tôn đưa sắt. Ừ, dọn cái này ra để các bác làm. Vâng. Dạ. Bàn thờ đây. Cái này bàn thờ nhưng mà để ở trong phòng ông. Để bà không phá. Để ông ở phòng này, bà ở phòng này. Anh ở phòng nào? Tự chọn hai phòng này. Phòng nào được. Đấy, anh ở phòng này, anh Nga ở phòng Nguyên ở phòng này. Đấy. Phòng ngoài thôi. Phòng ngoài này ngắm nước trôi này mát. À, ngắm nước trôi đúng không? Ok, thì anh đúng ở phòng rồi. Này. Ở phòng ngoài ngắm nước trôi để mát đấy. À. Thông báo với các bạn là hiện tại là giường của gia đình thì được một cô giấu tên ở bên Mỹ tặng cho ông với các anh bà là 4 cái giường đơn. Đấy. Một cái tủ quần áo và 2 cái máy quạt. Đó, rất là vui và rất là cảm ơn tới các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh để giúp đỡ ông trong thời gian vừa qua, thì các bạn đã biết rồi cái hoàn cảnh và nó là cực kỳ éo le vất vả. Cũng nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân thì A Tú cũng gửi lời cảm ơn. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, cái này đẹp không? Đẹp, làm tầm thông thế rồi. Thông chứ. Đẹp đấy. Trong tầm 1 triệu quá. Em một chưa hỏi, hình như nó có giá ở đây mà. Cứ lấy đi luôn, đang vội ấy. Nó có giá, dán ở đâu ấy nhỉ? Nó bảo nó có giá mà. Cái này chắc tầm gần 1 triệu đấy. 700 hoặc là 1 triệu gì đó, khoảng đấy. Ấy, sao lại... cảnh như nó bé. Chân phụ là lâu ấy, chân có phụ này lâu ra, cá nó mới có mà. Có điện đấy. Rồi đấy, rồi đấy, ổn đấy. Ôi ế, mình tiền nào mình muốn phá nên giấy nổ mình tài mới. Có điện đấy anh nhá. Cho xuống ao thì cái ao cá của ông thì mát lắm đấy. Ôi, mày thế chưa đứt. Được, ổn đấy. Ông ơi, cho con mượn cái cây. Từ từ. Anh ơi, từ từ, chặt nhá. Từ từ. Đứt cái dây này phức tạp phết đấy. Ok, xong. Cho thoải đi.
Ao này sâu phết đấy nhỉ? Mét chưa? Mét 3. Cắm chéo thế này đúng mét 3 thật đấy, cần gì nữa hả? đo như kiểu là ngày xưa mình trêu nhau mãi đi là cái đợt làm trong trại cá ấy. Cái mùa rét thì cứ bảo anh em là xuống kiểm tra nước ao thì kiểm tra cái độ sâu ấy, trêu mấy ông sếp mãi cứ bảo là mấy anh em thì ở dưới nước, sếp thì đi trên bờ cầm cái que chọc này hỏi lạnh không đấy, sếp cũng bảo à hỏi anh em mà có lạnh không thì cứ chọc cái que như này vào, không lạnh đâu xuống đi đấy, nghề cá nó vất vả thế đấy. Kia tắm thì thoải mái, ngập đến đây thì tắm thoải mái. Là sạch sao, cái này nước mạch mà. Đấy, các bà các bác rất là nhiệt tình đang giúp chặt. Đây, anh em đầu lên trên này để đóng ghim dâu, gọi là dâu các bạn ạ. Mình dặn anh em thợ là để chát cái máy này thật là phẳng phiu để anh em bắn cái nó không bị vất vả ấy. Bắn cái đòn tay đấy. Còn giữa tường cách thường thì các bạn biết rồi, từ lúc đầu mình đã nói rồi. Để cho nó bằng dạ thôi để mà thông nhau cho nó thoáng khí chứ không xây tịt lên tận đầu mái ấy, nó bí. Đây, nhìn từ trên xuống này. Phòng rộng rãi thoải mái, đẹp hết. Phòng khách này khá là rộng, bề rộng của nó là 4m và nhân 5 là 20m2 thì ông có thể để được một cái tủ, chắc là tạm thời để một cái tủ quần áo ở đấy cho cả nhà dùng đấy. Đấy, bộ bàn ghế thì để dịch ra bên ngoài là một tí. Nói chung là cái này nó cũng khó bố trí tại vì cái cửa phòng của bốn cái phòng này nó ra cửa phòng khách hết nên là để cái tủ cũng khó phết đấy, chắc là để sáp vào kia thôi, sáp vào trong tường ấy, bàn ghế để khu này. Thank you.
Ôi, cho ông béo cái trèo lên khéo ấy, nứt tường ấy. Có cái móc thép sáu ấy nhỉ? Hai người. Để cháu đứng đây cho. Nào. Ông ơi, ông nâng một con đấy. Đấy. Cẩn thận nhá. Rồi thả đi. Bây giờ cho tha cho đằng sau trước nhá. Hả? Ra đằng sau luôn. Cho một cây đằng sau nhá. À, chuyển đằng sau luôn á. Sao không làm bên này cho nó có chỗ rắm ra? À, chú ơi. Dạ dạ vâng. Ngắn sao? Ôi, sao đây? May không đập người này. May không vào đầu nhá. Nào sang bên kia luôn à? Cẩn thận nhá, đừng du. Chặt tre đổ vào nhà kìa các bạn kìa. Mày thế. Ôi. Kỹ thuật anh ấy thì rơi xuống ao thì thôi đấy. Lên hết không? Lên hết đây ông ơi, lên hết đi. Giải hết một loạt đi. Bỏ nó qua đây, chụp quay ra. Bỏ nó lại. Bỏ lấy em đi. Cả đấy, chí kiểm mọi người. Bỏ lấy. Nâng cao hết tay lên. Đi cẩn thận em nhá. Ông sắp lên nhà mới đến nơi rồi đấy. Thôi. Gì đứng à? Nóc à? Xem giờ chưa? Hả? Xem giờ chưa? Không phải xem. Giờ xem từ lúc nãy rồi. Đây anh em vừa dàn hết cái đòn tay các bạn ạ. Về cái kết cấu chịu lực của cái đòn tay này thì anh Quỳnh anh để dựng như thế này. Ông có một cái dâu dài, tức là dâu dài nó sẽ bắt chữ L vào đây. Cách mép tường trên khoảng 20 phân. Và đây là một cái dâu cắm thẳng xuống. Đó, hàn hai bên này chắc lại. Tất cả các dâu này đều như vậy luôn các bạn nhé. Đây. Một dâu đứng và một dâu quắp ngang ép vào sườn như thế này. Nhà có một can rồi. Úi dồi. Ông nào thấy ra bắt tay tíu tít đi liêu siêu mà ông này đúng kiểu à. Qua đi còn ăn cơm nhà gì nhỉ?
nhà để hôm nọ lên đấy. Cắt tóc cho chưa được cắt, mà sắp lên nhà mới thì cắt. Đây có cắt không? Ông ơi, con nhờ tí. Có cổ cắm à? Phá tí nước chè. Phá? Đây đấy, con thấy đầy đấy đấy. À? Nước chè đầy. Dạ. Ông bắn cái ấy vào đâu? Không có cái ổ cắm nhờ ông nhờ. Bắn cái bàn thờ ở đâu? Bàn thờ ông để đâu? Để đây bàn thờ quá. Để đây quá. Bàn thờ đây đây. Cái chỗ này để bón thức ăn đi. Sao đấy? Sao đấy? Cho dựng kiểu này này. Không. Xong ông mò mới ngồi ở đây. Dựng kiểu này không vừa. Hả? Cái kia to đùng đấy, nó dài vào đây chứ không. Giường ở đây sao ông không để ở đây cho nó rộng? Ôi đâu ở đây xong rồi cái bàn thờ để đây thì phải do hôm qua ông mò nói thế rồi. Để vào đây thế nào được? Đây đây cái này to đùng này để vào nào được? Ông cứ để đấy, ông cầm thế nào? Đúng rồi, đây rồi, ông thử vô. Kia kia, lật lên lật lên. Cái này. Ôi ôi. Cái này nhá. Được rồi, thế này. Đấy. Bây giờ con cầm kia. Nào. Đấy. Để kiểu gì? Như kiểu này. À, đây. À đấy, đây. Ý con là ở tường này. Không, đây đây thôi. Đây gì? Đây, sao lại có cái lỗ này? Sao thấp thế hả? Ồ, thế rồi. Xong rồi để ông mò là ngồi cái ghế ở đây xong rồi. À, đúng luôn rồi mà. Để thấp thế thôi à? Đấy, xong cái chứ gần là đi thế này. À. Đi kiểu đó. À, thế à? Ừ. Con tưởng nó để cao cao lên chứ nhỉ? Không, cái chỗ ba thường nhất thì là để đây. Bánh kẹo các thứ là như ngày Tết thì đặt ở đây. À đánh vâng. Chưng đi chép. Ok ok. Đấy, rồi đấy. Bảo thế mà. Vâng, nhưng mà đấy. Con cảm giác như kiểu bàn thờ nó phải để cao trang trọng lên tí không, quá. Không. Cái chỗ này một ông ngủ thì chả sao thôi. Không sợ mỏi. Từ từ để con đánh dấu, thì con đánh dấu. Vâng vâng. Đấy. Cái này thôi. À cái lỗ này là bón cơm cho các cụ đấy à? Để bón các thứ đấy. Thế là lỗ bé này bón vào các ông ăn là được. Ôi trời ơi. Cái giống là mô nó là thế mà. Để làm lý phải không? Làm lý... Điều hôm qua là ông mô là nói cái hình thức như thế mà. Một mét... một mét linh chín phân. Vạch trên. Đấy, ông lấy cái này ra. Một mét linh chín. Đấy. Rồi. Tại nó rất nhiều người quá. Chứ thằng bố thằng công an với hai thằng viện chúng ta. Xem nhá, xem nhá. Nó chạy qua cái này văn nó rơi đầu ấy. Nó phóng cái thằng ấy ra tất cả. Chưa xem bắt được bố táng rồi. Bắt nhanh thôi, tại đấy mấy thằng công an. Đấy. Đây là cái lè. Cái máy nó vẫn thò ra tí chứ anh nhở? Thò ra 20 phân đấy. Ừ. Thì là 1 mét. Kèo này đang là 1 mét mà. Thì là 1 mét 2 đúng không? Đúng rồi. Ok. Cái bờ hè này là 1 mét này. Còn cái máy là 1 mét 2 các bạn nhé. Thì cái giọt ranh nó chảy bên ngoài sân. Cái lọ sơn lúc nãy còn không nhỉ? Còn. Đây đây đây, anh. Chuẩn bị đưa máy nhá. Xong rồi đấy, sắp xong rồi đấy. Quên mất đấy, mua cái con lăn về lăn cái si tưởng cho ông cái. Dạ anh nghĩ đây. Tôn ngắn rồi là ra đằng sau. Tôn ngắn ra máy xong. Hai người đủ không? Hai người một đầu đằng trước đưa đằng sau quá. Đây cầm kiểu này quá. Ê, ê, cẩn thận đứt tay nhá.
Không sợ con nó. Cứ để bình thường tí nữa lại cầm lại nhấc lên thôi mà. Ôi, đừng xô xô thế nó đứt hết cái ấy đấy. Ừ, đừng xô nhá, cứ để xuống còn để xuống phát thôi. Cái bao bạc nó đứt đấy. Nó rách hết cái xốp. Đấy, mày Nga ra tay ấy. Nga ra tay ác cái đùa. Làm tốt phết đấy. Qua ở bệnh thôi. Không không bệnh thì đi làm thuê tốt mà như vậy. Làm móng cái được. Đi làm móng cái xong. Thế này mà một buổi sáng đã 40 bao xíu. Ôi giờ. Thế cửa. Đi viện điều trị đi một thời gian để xem nó. Mấy hôm nữa đi, mấy hôm nữa đi. Ừ, xong nhà đi. Đó. Chào người đẹp. À anh mới vào à? Cái này nặng quá như kiểu nó bị ấy đấy. Để riêng ra ngoài đấy thôi. Đó. Sợ nó nặng quá không? Nhìn nó cong cong miếng tôn đi. Không không sao, không sao. Kể đó tí nó đè lên nhau được mà. Đấy. Được rồi, bây giờ đi chuyển bên kia. Bắt đầu lợp bên kia đấy. Nào nào nào, đỡ nhau đi. Cẩn thận nhá, đừng để trôi nhá. Bỏ thang xuống. Bỏ cái thang ra. Lấy cái thang ngắn, có thang ngắn. Quét bên kia trước. Đấy. Quá đẹp. Rồi. Ơ. À. Đúng không? Ôi đẹp. Đấy là hơi ngược sáng một chút các bạn ạ. Cái mái nhà đằng trước của ông đã xong rồi này. Nhưng mà chiếu đúng lên mặt trời các bạn hơi khó nhìn một tí. Đấy, cái này mà có điều kiện mà bắn được cái sân này ra nữa thì đúng là đỉnh luôn. Mát luôn. À, như thế này là cũng là tuyệt vời lắm rồi. Ôi dồi ôi, bác nào bôi sơn đấy kia. Hả? Đại ca nào bôi sơn nó chảy hết xuống cái này. Chống gì? Chống gì, bôi gì mà bôi ra cả tường cái này. Chống gì nhưng mà ấy quá. Bôi xuống nhiều quá. Ok, sang mặt đằng sau đi. Mai mình sẽ nhờ người nhà sẽ đổ bê tông cái này khoảng 1 mét cho ông đi vào nhà tắm, nhà vệ sinh này nhé các bạn nhé. Đây là nền bếp. Mai sẽ bo hết cái này, nhờ người nhà xây lên tầm lửng này. Và đổ cái đường này, bo chát chít lại những cái này hết. Tiếp tục lên mái đằng sau, lên cao này các bạn nhìn thấy rõ hơn một chút này.
Mái đằng sau này sẽ thò ra 30 phân so với tường. Quên mất rồi, chắc là phải mai nhờ người nhà đắp cho cái le kia rồi. Hôm nọ bảo thợ, mình lại bảo cái bên kia chứ không có le bên này. Cái le cửa sổ các bạn. À mi chứ, mi cửa sổ. Công nhận cái tôn này nó lợp nhanh lắm các bạn ạ. Nhưng mà còn bắn nữa chứ không phải là ấy thế này. Cái định vị thôi, bây giờ là định vị thôi. Vẫn còn bắn cứng tôn nữa cơ. Đây các bạn ạ, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì cái mái nhà của ông đã dàn xong mái này. Bắn ốp này và đang bắn nóc này. Đang ốp hai bên. Nhìn ở đây góc mái này các bạn nhìn thấy là mái nhà cũng khá là đẹp. Trời bắt đầu là sầm sì, sắp muốn mưa rồi các bạn. Thời tiết là rất là ủng hộ các bạn nhé. Cũng may là không mưa vào cái thời điểm mà anh em đang lợp ấy. Lợp xong mà mưa cái là biết luôn là nhà dột hay không dột luôn. Rất là đẹp rồi. Giờ mà đi cửa vào nữa, mà đóng cửa nhà vào nữa thì nhìn cái nhà nó sẽ ra hình hài luôn. Đây là góc ngoài, bên tay phải nhìn từ ngoài mặt đường vào. Đó. Sân, mái, hiên, le. Sang bên kia xem cái ốp của bên kia. Căn nhà này. Chắc là ngày mai chắc cho bác thợ điện bác vào lắp điện luôn. Trong nhà thì bây giờ là lợp mái lên rồi thì chưa có điện đấy. Đây các bạn nhé. Đấy, trong này thông thoáng. Trời sắp mưa thật rồi. Đó. Bên này ốp lên cái nhìn nó đẹp hẳn cái sườn bên này luôn các bạn ạ. Bây giờ mưa thoải mái rồi. An Nguyên ạ. Thoải mái mưa, yên tâm không sợ ồn đâu. Không ồ đâu. Ngày mai bắn cửa chính, cửa sổ, lắp hệ thống điện. Ui, sáng ngày mai chưa xong đâu. Phải tầm ngày kia. Hai ngày. Tại vì còn cái bếp nữa cơ. Nếu mà không có bếp thì ngày mai xong luôn. Còn cái bếp nữa. Bếp chắc mất cũng khoảng một ngày nữa đấy. Ngày mai bắn cửa là xong rồi đấy. Cửa với mái là, cửa là xong. Còn bếp là làm một ngày nữa. Về các anh? Về thôi. Mù chế à? Vâng, chào ông nhá. Thầy về thôi. Các thầy. Thầy về trước thôi. Hôm nào, đâu, ông bảo là ngày mai là đưa ấy vào à? Hôm 30, 30 âm. Hôm nay bao nhiêu? 30 âm là nó được ngày ma nhà của họ nhà này. Ma nhà thì hôm nay bao nhiêu nhỉ? 27 à? 7, 8, 8. Cứ đưa ma nhà vào trước. Còn đấy, lên nhà mới sau. Ngày đấy, nếu mà ngày đấy thì mình ăn được cái đấy thì không được ngày đẹp. Hôm nay 27 rồi. Ngày thì cứ đưa ma nhà vào trước. Ngày lung mung. Lung mung. Thì cứ ông thầy cứ đưa ma nhà vào trước vào ngày 30. Nó rơi vào hôm 17 ấy. Xong để còn làm cái này, bài này chưa xong được đâu. Ôi, 3 ngày chưa xong được. 17 này răng nó đúng thứ 7 đấy nè. Cái hôm ăn nhà mới là ngày chủ nhật đấy. Hôm 18 luôn á.
Hôm chủ nhật ấy, ngày 15. Chưa, ôi nó phải chuẩn bị mấy hôm. Nhà cửa nó phải sạch sẽ, đường điếc nó phải thông thoáng đi chứ. Mình cứ đưa các cụ vào đá. Đấy, cái máu vừa thôi. Còn ăn thì ăn lúc không, ăn mừng nhà mới thì ăn lúc nào ăn. Ờ đấy, đang nói thế. Được ngày là cho ma nhà vào. Thứ 7. Đấy. Hôm thứ 7 cho vào đi. Cho vào xong hôm nay nhà này là 5 ngày một lần, ngày Vĩnh với ngày Tân. Thế á? Nhà mình như thế à? Ừ. Họ cầm khác chứ sao đi theo nhau được? Họ cầm nó, mấy họ cầm này là cầm họ lò, mình là họ lò to. Lò to à? Ừ. Trời bắt đầu tối dần và sắp mưa rồi các bạn ạ. Bây giờ mà các bạn nhìn cái nước lũ, nước này thì cũng chắc là xuống so với hôm qua rồi. Đấy, hôm qua mình cũng đã nói đây là cái này nó có, cái đường của nhà này nó bảo vệ cho cái bờ ao của ông, phải nói rất là tuyệt vời luôn. Đây ra đây cho các bạn xem. Nước nó chảy to này mà nó còn khoảng 1-2 mét nữa nó mới vào đến cái bờ ao của ông cơ. Đây. Đấy, chỗ này là mấy hôm nữa là nhà này nó sẽ lắp cống vào để đi qua đây. Rất là đỡ nhiều cho cái bờ ao chỗ này của ông đó các bạn. Phía bên trên này, nhà này cào từ cái mương hoang thành hai đám ruộng mà có thể thả cá được thoải mái này. Nhìn cái ao mà nó, à nhìn cái ruộng có nước như kiểu ao, nhìn thích thật đấy. Này thả cá được thoải mái luôn. Thế là tự nhiên ở đây là bây giờ mà bay trên cao là nhìn 1, 2, 3 đám, 3 cái ao ấy chứ. Khung cảnh thì rất là đẹp rồi. Bây giờ chắc là anh em cũng phải nghỉ sớm một chút để mà về, không sắp mưa rồi đấy. Bên này ổn chưa? Đó, bên này cũng ốp rồi. Đó, bên cạnh kìa. Thằng nào thôi. Đấy, này rồi. Lên bảo ông nhờ người xem là sáng mai có làm được không. Ông ơi, đang nấu cơm à? Bà đỡ à? Thế à? Bây giờ tối, bà đang nói chuyện với bà thì đỡ hơn. Thế à? Mấy hôm trước cái đứa cháu nó dần, không thèm cưa, còn mắng cho nó rồi. Thế à? Đuổi khổ bên nhà mày. Nhưng mà hôm nay là nói ổn, ổn rồi đấy nhỉ? Ông cắm điện cho bà. Thế sáng mai ông ơi, tối nay ông nhờ mấy anh em nhé. Vâng. Đến để sáng mai làm cái nhà vệ sinh, cái hè. Vâng. Hai vấn đề đấy và bo lại những cái thềm sân cho nó đẹp đẽ một tí. Vâng. Nhá, mai ông nhờ người nhà nhé. Ồ, mi đẹp quá. Tối rồi đấy. Bà hôm nay đỡ, tiến triển bệnh là đỡ các bạn nhé. Mát trời. Cá lên này, đẹp chưa? Đấy, nó ngoi lên ăn đấy. Đấy, quẫy đàn kia. Đấy, cá lên như này là cá khỏe nhé các bạn nhé. Nó đi gióng đàn này là cá khỏe, nhưng mà cá này là cá đói ăn thì nó mới gióng đàn như này. Hoặc là thời tiết thay đổi, trời sắp mưa hoặc trời sắp nắng đấy, kiểu thế. Nhưng mà như này là cá khỏe. Cái cá chép của ông bị đói này, cho nó một xẻng phân để nó có cái ăn. Đâu nhỉ, cái xẻng của ông đâu nhỉ? Đây đây ông không cần đâu mà, xúc đấy. Đây các bạn nhìn hình ảnh một cái ngôi nhà nhỏ lụp sụp sắp đổ. Với lại nhìn sang một ngôi nhà mới này, xây cao chắc chắn và mái tôn đẹp, rất là đẹp luôn các bạn. Đâu con thử mồi cho nó. Các bạn cho cá ăn phân đi. Cho ít thôi nhá, một ngày cho một tí, một ben này thôi nhá ông nhá. 2-3 ngày cho một ben này thôi. Một ngày sợ hơi nhiều ấy. Cái này cá chấm ăn mà. Nhưng mà cá chép là ăn mạnh ấy. Phân trâu này. Nhưng mà tốt hơn nhất là vẫn là phân lợn bạn nhé.
Nếu không nấu được cám thì phải có phân chuồng, không là cá nó đói đầu nó to đùng rồi đấy. Ông làm gì đấy? Đi lấy cái dây điện lắp cái bóng vào trong nhà. Lắp bóng vào trong này á? À thế à? Cám này không fit được ông nào đâu này, nguy hiểm đấy. Anh em đang thiết kế cái bóng điện cho ông để tối này trông vật liệu ở đây, trông cửa, trông sắt ở đây các bạn. Vâng, mai cháu cho thợ điện vào đo đạc lắp luôn. Điện phòng, điện nó còn liên quan đến điện bếp ấy chứ. Điện bếp thì ngày mai chưa lắp điện được, sang ngày kia. Lũ ô, cái thả tăng bạch bớt hết thắng. Cái ổ thì bắt làng xài bọt à. Tăng ổ xài cũng không có thể bắt mà. Đây 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 đây. Đây đây anh. Thì cái này cắm vào. Thì chuyển cái bóng điện ra đây. Vâng. Cắm nhá, đừng có động vào nhá. Có lên đâu, nối bóng kiểu gì này. Cắm lên nhỉ? Cắm lại. Nó nhầm dây rồi. Đấy. Rồi. Rồi, bây giờ chuyển bóng điện ra đây. Chuyển bóng ra đây. Cái này cắm vào. Cho cái bóng thôi. Cái bóng lại, bóng lại bụng vào. Từ từ, từ đấy nhá. Từ từ, cắm bội ra đây. Thử thử bắt này nào, thử thử đi. Được chưa? Có rồi, có rồi. Ok, ok. Rút ra, rút ra, rút ra. Ok, ok. Vâng. Rút chưa? Rút thật rồi nhá, rút thật rồi nhá. Vừa là tua đấy. Dạ vừa là tua đấy nhá. Rồi, ok. Ok rồi đấy, điện đóm của ông đã tạm thời. Bây giờ cho các bạn xem cái máy này chứ. Có ông cái là xong là mù chết thôi. Đây, lên tận nơi cho các bạn xem hệ thống máy của anh Quỳnh nhá. Bắn xem nào, một hàng đinh này, hai hàng này, ba hàng này, bốn hàng, lên hàng nóc nữa các bạn nhé. Đây, lên hẳn đây cho các bạn xem. Đó. Ổn chưa? Sắp xong rồi. Ừ. Bố bắn nốt. Đấy. Sáng mai nắng nóng lắm. Ừ, sáng mai nó nắng nhỉ. Đây các bạn nhé, hệ thống nóc thì ốp này rất là chắc chắn luôn này. Hình thức mẫu mã đẹp. Đó. Ngon nghẻ. Cái này thì nằm tôn xốp này thì yên tâm và thoải mái các bạn nhé. Mát, mát. Đó. Hôm nay là không nắng không mưa nhỉ. Nắng lên mà lợp cái này căng viết đấy chứ. Ráp hết chân đấy. Bỏng. Mình đeo dép không đi được đâu hồi xưa nữa. Bỏng chân. Chỉ đi chân đất là bám tốt nhất. Chân đất à? Chân như này là bám tốt. Cái này mà đi dép lên sợ nó trượt xuống ấy. Xong. Đấy. Thế là mũi khoan cuối cùng của A Quỳnh đã xong cái phần mái rồi các bạn nhé. 250 con đinh ấy. 250 đinh. Còn thừa độ hơn chục con. Xong hết rồi các bạn đúng không? Xong hết rồi. Hết sạch rồi. Ok, xuống thôi. Ngủ chế rồi. Thế mà cố mà gần tối rồi các bạn ạ. Bây giờ nó là... Ui, 6 giờ rồi đây này. 6 giờ tối rồi đấy. Cái chiều nay mát. Ừ, mát rồi làm được việc. Nắng thì hơi căng. Giữ thang em với nhá. Woo. Đấy, A Nguyên nhanh chân phết nhờ. Ui ui ui. Ui ui ui. Giữ nhá. Cứ tính từ mép tường ra là 1m2. Ui, ra đấy to quá. Không cần thiết thế đâu, bằng cái hè này thôi.
tầm 1m, 1m2 thôi, tầm này thôi mà. 1m2 thôi. Vâng. Thế thôi xong cứ chuột lên đến chỗ trên kia. Đến góc kia thôi. Nếu mà lên tận nhà cái thì tốt. Không, lên tận nhà càng được mà, càng tốt mà. Được. Để lên kho luôn. Lên kho, lên nhà bếp. Còn vật liệu vẫn còn đủ. Chỗ cát bê tông kia vẫn còn nhiều mà. Ok, thôi ra đây ông ơi, mời ông ra đây. Đấy. Đây là bây giờ là đây nhá, anh Quỳnh là trong đội nhóm của con. À, người ta anh đi đến để tình nguyện giúp ông thôi chứ không tính công cán nhiều đâu. Còn con là chuyển tiền cho anh mua vật liệu vào đây để giúp. Còn cả một thợ phụ kia là vẫn phải gửi tiền cho thằng em. Đấy, bây giờ là bàn giao mái xong ngon nghẻ cho ông nhá. Ngày mai là lắp cửa xả với lại bán cái bếp. Ngày mai chắc là xong phần cửa đúng không ạ nhỉ? Còn cái bếp chắc ngày kia. Cái bếp ở sau nhà nữa. Chắc phải sang ngày kia ông ạ. Ngày mai bán cửa một ngày. Đấy. Nhưng mà mai 15 thì có khi cũng phải tiền điện nhỉ? Làm điện á? Làm điện. Điện đi nộp tiền điện đấy. À ông đi đâu thì ông thôi. Vâng, ông cứ đi thôi. Chữa nhà ấy tầm tầm từ lúc 10 giờ. Vâng. 10 giờ trở lại là... Ông cứ đi đâu thì việc của ông thôi. Còn ngày mai công việc anh em bọn con vẫn làm mà. Vâng, vâng. Ngày mai là ông phải nhờ người để giúp con cái việc đấy. Bây giờ gia đình cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ là thật là cảm ơn là bên thợ là làm nhà giúp ông. Vâng. Không có gì đâu. Hãy bàn tay với Quỳnh gái rằng là bọn con xin phép đây. Hôm nay rất vui được đến đây giúp đỡ gia đình ông. Vâng. Cảm ơn chú Quỳnh nhé. Cảm ơn Quỳnh nhá. À Nhụy. Rồi ok. Ok các bạn ơi, vậy là mái nhà của ông đã lập xong trong vòng một buổi chiều các bạn nhé. Đồ đạc đã chuyển đây hết rồi. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Bắt đầu chúng ta sẽ hoàn thiện phần cửa các bạn nhé. Mù chế. Con về đây ông nhá. Vâng. Cảm ơn anh em nhá. Vâng, về nhá.